coi không ạ? Chưa có mà. Cá này mới mùa chứ gì? Mới mùa này. Mới mùa này nè. Hai cái máy đặt đây quay đó một cái rồi ba cái nhẹ bỗng nghe sướng nè. À, nó nhẹ, nó đâu có con chì đâu, nó nhẹ, nhẹ. Nó đâu màu nấu mà. Mọi người chia sẻ ra. Nói thấy ham rồi trời. Không, mẹt đâu có ai vậy? Nó hảo cao hơn nó già đó. Mới nãy giờ nhiêu đây hả? Thăm mậu ơi. Mượn cô hai qua nấu cơm ăn. Nó chụp sao mà ba cái cây thảy. Tối nội gì à? Nó xỏ lên cái đường chiếc giái này nè. Đợt mà nuôi tía bệnh giá đó. Để chịu, để tối nội về nó điện cho mẹ con. Nó bị đặng cái xe bự lại đây cái chuyện nó cho bị. Ừ. Đó, nhấp. Trời ơi, y. Cái này hết sảy rồi đó bà con ơi. Trời ơi, thứ ham trời. Trời ơi, con này chắc đương ngự ở trong mê chết rồi trời. Tôi thứ này gặp tôi là gồi rồi. Thứ ham trời. Mà nó lứa lứa không ha. Ừ. Cả màu à. Mà con cá này nó ú. Nó ú mà nó ú hơn á bên gần mà nó đen. Con cá này nó ú mà nó đen hơn bên cá bên ấy. Ừ. Con cái kia cá con kia nó vàng. Ừ, vàng. Ê, quay vô thùng cá rồi coi. Quay rồi. Dạ. Nãy giờ thùng cá quay mấy. Thùng cá nãy giờ quay mấy tuôn đó, còn đặt hai cái máy đó quay nữa. Trời ơi. Quay cái máy nó đen đúng rồi. Giờ nó đen. Con cá còn hai con cá ở trong nhà. Ông nói đụng trên cái bàn đó hai cái máy không nghe. Hai cái máy quay đó. Đưa lên YouTube mà. Sao mà chị bị ông đánh dữ vậy? Trời ơi, đi tham quan đó. Trời ơi, cái bao cát dụng cho khúc gần đây đây, còn khúc gì nè. Rồi đó là trường hậu ta đưa lên lên mất. Tao quay em phim kìa. Không có thằng hậu không hay nữa chứ. Nãy thấy nó để ngoài đó. Ờ, đem vô đó. Nắng qua đây. Việc bao đó rồi đó. Này gì mà bao bao dữ trời. chưa trả vô nữa, 3 giờ mấy rồi. Ủa nãy đây xe ông đó thấy tụi nó chạy xe chạy chiều lâu mà. Hả? Chưa có ai nhậu hết trơn mà gấp dữ vậy. Bia mình để sẵn xả nó nhiều khi nó thằng kia nó ở chợ nó chuyển xuống. Ở trên nào. Nó chạy vô đây luôn nè. Thì nó chuyển xuống mà sợ nó chưa ấy. Thì chạy vô.
giờ điểm đi lại đằng này coi chỗ này nè, họ hứa 3 giờ chở vô sao dắt 2 giờ giờ 3 giờ mấy vô rồi đâu kỳ vậy. Không lấy câu này dở rồi chưa đâu, bởi vì mới vừa ngậm ổng ổng vịt rồi, để cho nó nghỉ nghỉ đi. Mọi mừng muốn chết dịch biết để xảy. Có khi chở vô nè. Chở về con chị hả? Biết đâu mấy nhỏ đây giờ dọc đi. Ổng tối nay mà ổng mạnh gì vậy chị Sa? Ổng bán muối đâu. Bán muối đâu rồi vợ. Con có biết đâu. Ông khác đi gặp ông bà, hỏi ông khác có chưa. Bây giờ bà nói hỏi cho mấy con chị tôi không biết ngỡ nha. Cái đó là hồi đó giờ tôi đâu biết mấy con chị đâu. Có chờ cái chục hả chị? Lâu dữ vậy rồi. 2009 năm nay 2022 rồi. Lâu lắm rồi. Phải rồi. Lâu lắm rồi. Ta có chồng nữa đi bà ơi. Tiếp là cái gì cố nè. Chị em chị chứ là. Tiếp cho bả đi. Ông đám phước gặp chuyện lần để lên ca với mày. Bây giờ mới gặp chuyện lần nữa đó. Đang kiếm nè. Ừ. Vậy cho khỏe đi bà. Mấy người có chồng có vợ nói vậy ta không chồng. Không phải. Tính đi nước ngoài kiếm chồng. Mấy tuổi rồi còn gì nữa là có chồng đi nữa. Thực tổ ở sống với con đi. Bà xưa tôi 74 tuổi còn có chồng nữa. Đó, thấy không? Bà xuống này 70 tuổi rồi, có bộ rồi. Mà chị biết không ở đường Kinh Chùa thứ bảy nè. Trời ơi, còn nhỏ tuổi còn liếm lá, được 70 tuổi liếm què gì nữa là liếm. Ông kia 80 rồi. Chết rồi, ông nói rồi rồi. Bằng ăn gì được nữa, trời ơi. Không bao lâu cũng đi nữa rồi. 40 rồi còn gác nha, dụng hết. 80 tuổi rồi. Không có gì nữa, tha cũng được. Dòm nhau cũng được, tha cũng được. Kìa đi chứ, đi đồng trên này kìa. Trời đã ra là khen không ơi. Để khen được không kìa? Tiger hả? Trời, nó nhảy xuống nó coi con cá nó gầu. Ở trong đây đang giải của tôi nè, giải Út nè. Giải Út hả? Thằng đó. Thằng này thằng lính. Thằng lính thằng rẻ hả? Thằng này nó đi lên. Chắc mẹ đây nè chú Út. Chắc chú đó mình. Mẹ mấy cậu được con. Ờ, nghe hả? Cậu không á. Nó nhìn ra nó biết. Cái này tôi không biết sợ. Tôi không biết đâu. Mấy chục năm rồi chị em mới gặp. Đó là nhưng con quá đi hút rành á. Bởi vậy chị em thì biết mà con chị không biết nè. Nhưng bây giờ chị gặp con tôi chị đâu biết đâu. Con tôi giờ nó có chồng có vợ, tôi mới chơi có nó nổi mà. Dễ biết. Đi qua này hả ông? Đục bếp xuống được không? Trời nó câu tí hang. Xuống rồi, trời nó chài chứ. Thử ginh mẹ đi bố, tôi thấy đi. Ginh đại đi bố. Ginh đại nó kết cũng dễ mà. Chài mà, kết nó dễ bưng mà. Dễ bưng chết luôn. Đây mà không ở đâu mà. Đứng nữa luôn, đứng nữa luôn. Ginh mẹ nó rồi gì đâu. Giá cắn hay gì à, lấy một ớt rồi ma thường rồi máu không hay gì á kìa kìa bình hồng đâu ơi. Nè áo nè, giác cắn đó. Ủa, giác cắn gì vậy? Nó rụng vậy gì? Ghê không? Nó rụng vậy. Giác cắn. Trời ơi. Nó rụng. Giác cắn nó là rụng. Nó rụng à. Tôi ở đây chứ tôi vô nó rụng giác là tôi la làng à. Thà tôi thấy nó á.